Như các bạn đã biết, Tịch Tà Kiếm Phổ là kiếm pháp nổi tiếng của nhà họ Lâm. Thường thì những môn võ công tà đạo luôn làm cho độc giả có cái nhìn không mấy thiện cảm, đặc biệt là cái môn phải tung xẻo cả cái quý giá nhất đời trai. Vậy thì nếu bỏ qua chuyện chính tà, liệu rằng chúng ta đã quá khắt khe và đánh giá quá thấp sức mạnh của môn kiếm pháp bá đạo trong bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ này? Chúng ta cùng trở lại chuyện cũ. Năm xưa Quỷ Hoa Bảo Điển lọt vào tay chùa Thiếu Lâm Phúc Kiến, do Hồng Diệp Thiền Sư là trụ trì. Khi đó hai vị tiền bối phái Hoa Sơn là Mẫn Túc và Chu Tử Phong đã đến xem trộm. Khi phát hiện ra, Hồng Diệp đã sai đệ tử đắc ý là Độ Nguyên tới khuyên bảo, mong họ quay đầu là bờ. Chẳng ngờ Độ Nguyên tự nhiên vớ bờ, được hai người Mẫn Chu nhờ tư vấn về Quỷ Hoa Bảo Điển. Lý do là bởi họ tưởng lão ta đã tinh thông môn võ này, nhưng thực sự Độ Nguyên không hiểu gì hết. Khi nghe Mẫn Chu đọc thuộc kinh văn, liền buột miệng giải thích theo ý nghĩ của mình, đồng thời cũng ngấm ngầm ghi nhớ vào lòng. Kim Dung mô tả Độ Nguyên là một tay bản lĩnh cực cao, lại có trí nhớ hơn người. Lão ở trên núi Hoa Sơn đến 7-8 ngày rồi mới từ biệt ra đi, nhưng từ đó không trở về chùa Thiếu Lâm nữa. Độ Nguyên hoàn tục lấy vợ sinh con, lấy tên là Lâm Viễn Đồ, lập nền Phước Oai Tiêu Cục oai trấn một phương. Lão chép Tịch Tà Kiếm Phổ vào chiếc áo cà sa, cất ở ngôi nhà cũ ngõ Hướng Dương, thành Phúc Châu, và di huấn cho đời sau rằng phàm con cháu ta bất cứ ai cũng không được mở ra coi, nếu trái lời ắt hậu họa vô cùng. Cứ thế về sau nhà họ Lâm thành ra càng dần càng tụt lùi. Lâm Trấn Nam cha Lâm Bình Chi võ công cùi mía, chỉ đánh được với cỡ Vu Nhân Hào đệ tử của Dư Thương Hải, còn để so với Nhạc Bất Quần Chưa Thiến hay mấy thằng đệ của Tạ Lãnh Thiên thì khác gì một trời một vực. Châu chấu đá xe tăng. Tại chùa Huyền Không, Phương Trưng đã từng nói rằng bản sao Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại e rằng còn không đầy đủ bằng bản của Lâm Viễn Đồ. Vậy thì nếu đúng như thế, sức mạnh của tăng tổ Lâm Bình Chi nào có kém gì giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, và 72 được kiếm của Tịnh Tà Kiếm Phổ kia nếu đại thành rồi thì cũng chẳng sợ gì tổ hợp chập bốn xung vân hướng nhận tại thời điểm trên Hắc Mộc Nhai cả. Lãnh Hồ Xung sau khi nhìn thấy Lâm Bình Chi thi triển kiếm pháp thượng thừa mà cũng chưa có cách gì để chiết giải, bởi nó quá nhanh quá nguy hiểm. Vốn dĩ Tịnh Tà Kiếm Pháp có sơ hở, nhưng chiêu thức mau lẹ quá chừng thì chỗ sơ hở lại không thành sơ hở nữa. Để khẳng định cho điều này, chúng ta thử nhìn lại trận đánh giữa Nhạc Bất Quần và Lãnh Hồ Xung. Kim Dung mô tả Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm tuy nói là có 72 chiêu, song mỗi chiêu có đến mấy chục thế biến hóa phức tạp vô cùng. Giả tỷ là người khác thì không nhức đầu hoa mắt, cũng bị kiếm pháp biến ảo phi thường này làm cho mê loạn, chân tay luống cuống không biết đường nào mà thi triển chiêu thức nữa. Nhưng Lệnh Hồ Xung đã học được phép độc cô cửu kiếm chẳng có chiêu thức gì hết, nó chỉ tùy theo chiêu thức của địch mà phát huy cách đối phó. Nếu kiếm pháp bên địch chỉ có một chiêu thì độc cô cửu kiếm cũng chỉ có một chiêu, bên địch có muôn ngàn chiêu thì nó cũng có muôn ngàn chiêu. Sau gần 200 chiêu, Nhạc Bất Quần bắt đầu sử dụng lại chiêu cũ, tuy nhiên vì nó quá nhanh nên chàng không làm được gì. Hai bên lại giao phong thêm mấy chục chiêu, Lệnh Hồ Xung chợt mỉm cười vì chàng đoán lão sẽ sử dụng lại chiêu đó lần thứ ba. Quả đúng như vậy, Nhạc Bất Quần tuy ra chiêu này rất mau lẹ, nhưng Lệnh Hồ Xung phóng kiếm đến đầu thành ra lão chưa phát huy được kiếm chiêu đã bị mũi kiếm của đối phương đâm tới, rốt cục trò đã bại thầy. Nhưng theo lời của Kim Dung, quân tử kiếm luyện được môn Tịch Tà Kiếm Pháp, tuy chiêu thức quái dị phức tạp và biến ảo khôn lường, nhưng thời gian luyện tập hãy còn ngắn ngủi. Trong khi Lệnh Hồ Xung rèn luyện độc cô cửu kiếm đã lâu ngày, nên kiếm thuật của chàng tinh thâm vô cùng. Nhạc Bất Quần cắt cờ him sau Đông Phương Bất Bại, nên kiếm pháp của lão so với thanh niên BD kia còn kém xa lắm. Hãy bỏ qua cái nhìn không mấy thiện cảm về Tịch Tà Kiếm Phổ, mà dõi theo những câu chữ của nhà văn Kim Dung, rằng liệu chúng ta đang đánh giá quá thấp về một kiếm pháp đã từng làm mưa làm gió trên giang hồ.